Chào các bạn, hôm nay mọi người có khỏe không? Rồi, thì mình muốn chia sẻ cái mindset như thế này. Đối với mấy đứa nhỏ, các bạn không chỉ nó từ nhỏ thì lớn nó cũng đâu biết làm đâu, đúng không? Rồi sau đó lớn lên cỡ 17, 18 tuổi hoặc là 15 tuổi, nó càng sớm các bạn cho nó đi nước ngoài. Các bạn cho nó đi nước ngoài, nó có biết gì đâu. Đi chợ nó cũng không biết, nấu ăn nó cũng không biết, sắp xếp việc nhà, thậm chí làm việc nhà nấu cơm nó cũng không biết nữa, rửa chén nó cũng không biết nữa. Còn mình được tập, mình cũng chẳng nói mình giỏi gì hết đó. Mình chỉ nói một điều thôi, nếu mà con của các bạn không giáo dục nó từ nhỏ, các bạn nói là con cái con cứ lo học đi, còn lại mọi việc để ba mẹ lo, thì câu đó thì thật sự đáng lo cho ba mẹ của bạn đó và đáng lo cho đứa con của ba mẹ luôn. Tại vì khi mà đứa nhỏ nó học ra trường hay là nó làm gì xong rồi đó, nó nghĩ nó là giỏi, nhưng mà thực chất nó là một cái gì đó, cái cá nhân gì đâu, nó tách, nó không có giống như những người khác các bạn. Người ta sinh ra là người ta biết nấu ăn, người ta biết rửa chén, người ta ngồi thì người ta biết xếp ghế vô, ngồi xong xếp ghế vô, ăn xong thì biết dọn dẹp, biết rửa chén. Chứ nếu mà không biết gì hết, ai là người mặc quần áo? Có phải con cái các bạn mặc không? Có phải các bạn mặc không? Thì các bạn mặc, các bạn phải có trách nhiệm với cái quần áo của các bạn thôi, rất là đơn giản. Này, cái đạo lý ai cũng hiểu hết, mà nhiều người bây giờ người ta dạy con cái họ trở thành không chịu hiểu mấy cái đạo lý rất là đơn giản. Mấy đứa nhỏ nó ăn xong nó không rửa được thì nó phải bỏ cái chén của nó vào cái chậu đó, vậy thôi. Và các bạn cứ thử suy nghĩ đi, cái hoàn cảnh gia đình mình cũng vậy thôi. Mấy chục năm trước vậy, mình thấy nhà mình có ba anh em, ba mẹ mình ăn, mẹ mình đi chợ làm kinh doanh, vừa đi chợ vừa phải làm sổ sách cho công ty, thì ba mình cũng làm kinh doanh, rồi xong đi chợ về xong rồi phải nấu ăn xong rồi dọn ra bàn của mẹ mình dọn, rồi xong rồi hai thằng em mình nó cứ nhào vô nó ăn thôi, nó ăn xong rồi nó chạy lên phòng nó đi chơi hoặc là nó đi học hay làm gì đó, đa phần là nó đi chơi, rồi xong rồi nó không có làm gì hết á. Xong mình ngồi mình suy nghĩ với tụi nó, ủa mình nói chuyện với tụi nó, ủa vậy sinh ra trong cuộc đời này để làm cái gì, sao cái gì cũng bắt bắt mẹ làm hết vậy? Các bạn suy nghĩ, hãy suy nghĩ thử, rồi rửa chén nó cũng rửa luôn, để cho phụ nữ Việt Nam làm, không phải mẹ thì cũng là bà đúng không? Đó, thế đơn giản thôi, các bạn cứ suy nghĩ kỹ lại đi, coi coi phải trong hoàn cảnh của gia đình của các bạn nó giống y chang vậy không? Đó, thì giờ các bạn phải làm như thế nào? Con cái cho dù lợn cai, con gái nó có thông minh hay không thông minh thì không biết, những cái chuyện mà rất là bình thường, giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ, những cái việc nhà đó, nấu cơm làm sao, nấu nước làm sao, nấu canh làm sao thì phải tập. Mấy đứa nhỏ thì phải đợi cho nó lớn lớn xíu, 6 7 tuổi rồi bắt đầu tập từ 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 từ. Giống như con mình là bắt đầu nó làm bánh được rồi nè. Nó nhào bánh, nó nặng bánh, rồi bắt đầu nó, tất nhiên mình sẽ phụ nó nữa, nhưng mà nó phải làm. Rồi còn chuyện nó phơi đồ thì nó phơi cái vũ đồ ra, nó phơi chậm cũng được. Rồi nó phải hút bụi nhà nữa. Nhiều người nói ôi ngược đãi con nít, không có ngược đãi. Như thế này. Mình làm ví dụ như một công việc gì đó, mình làm ví dụ mình phơi đồ đây nè, một mình làm khoảng 15 phút rồi xong. Nhưng mà kêu nó làm nữa, có khi là hai cho con làm nó lên tới 20 phút mới xong. Nó rõ ràng mình kêu nó giúp, nhưng mà thật sự là mình đang chỉ nó từ 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 nó lớn lên nó tự làm, giống như sáng nay nó cũng phụ mình cái này phụ mình cái kia. Các bạn mới nói con cái các bạn á, đừng có kêu nó làm mà nói là nó phụ ba phụ mẹ, đừng có kêu nó đọc sách, đừng có kêu nó học, bạn kêu nó ngồi nó chơi với bạn á thì nó sẽ chơi. Tại ông Albert Einstein ông có nói một câu là đỉnh cao của sự học là chơi. Các bạn hiểu ý mình nói không? Thì nghĩa là đừng có biến những cái thứ, đừng đừng có làm cho mọi thứ nó nặng nề quá, cái gì cũng học 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 nó nhức đầu đó. Hãy biến tất cả mọi thứ được chơi, giống như mình nói ra ngoài đây chơi chơi phơi đồ với ba, bạn dùng cái chữ chơi á, rồi đi chơi đá banh, đi chơi đi ra ngoài công viên chơi, đi thư viện chơi, chứ không phải đi vô thư viện học. Còn đi lên trường học á thì bạn có hỏi nói trên trường nó có nhiều hoạt động đi vui chơi, mà trường ở bên đó thì thật sự các bạn nó có rất là nhiều công viên ở trong trường luôn, nó rất là có nhiều trò chơi trong trường luôn. Trong bên này là chơi là chính chứ ngoài học là chính các bạn. Còn con nít học giỏi học dở không có quan tâm, nó thích cái gì nó thích các bạn, và phải cho nó thử nhiều món thôi. Dù con mình chơi thể thao đủ kiểu ấy, rồi xong rồi cho nó học đủ môn luôn, nó thích cái gì nó học cái đó, rồi đàn hát, rồi nó muốn học gì cho nó học, nó học nó mới biết được cái năng khiếu. Còn các bạn ép con cái của các bạn thì nó đâu có biết cái nào đâu đó. Vậy nên các bạn suy nghĩ cái những lời mình nói, mình cũng chẳng giỏi gì hơn ai đâu, mình cũng chẳng phải là thầy bài của ai hết đó, mình chỉ là người rất là bình thường thôi. Thì mình chỉ nói một điều là nếu mà các bạn thấy những cái lời mình nói đó, hai thứ đừng có, giống như đàn ông Việt Nam, nếu mà các bạn làm ra tiền để phụ nữ, cái người phụ nữ của cuộc đời các bạn, để mẹ của các bạn, để bà người 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 bà của các bạn, bà ngoại, bà nội, bà cố của các bạn, rồi người vợ của các bạn hay là con gái của các bạn, đừng có để mấy người phụ nữ bạn bạn làm như vậy á, là bạn đang nợ họ đó. Họ đâu có thiếu nợ gì bạn đâu, nếu mà bạn nợ họ thì bạn phải trả đi. Còn đừng có để mà bạn đừng có để thiếu nợ họ tiếp, tại nếu bạn còn thiếu nợ tiếp là kiếp này bạn bạn giống như vay trả, mà cái này là cái món mà gọi là vô hình nữa các bạn, nó không có hữu hình cho các bạn thấy. Ví dụ như bạn mượn người ta 100 đồng
100 đô thì bạn phải trả người ta 100 đô, mà lãi nữa có thể bạn trả 101, 102 đó. Thì cái đó là chuyện trên thế gian, chuyện mượn trả, bạn mượn cái áo bạn trả cái áo, mượn quần trả quần, mượn cái xe trả cái xe, đó chuyện là vay trả trên thế gian. Còn cái phước đức á, bạn không có trả được đâu. Ví dụ bây giờ kiếp này bạn bạn vay nhiều quá, bạn bạn nợ nhiều quá những cái người phụ nữ của cuộc đời của bạn, bắt người ta phục vụ bạn đi làm về, rồi bắt người ta nấu cơm, rồi dọn dẹp, rồi còn chửi bới người ta nữa, ủa chi vậy, rồi xong rồi đánh đập người ta nữa, ủa chi vậy. Bạn đang vay mượn của cái tương lai của các bạn á, kiếp này bạn không trả nhưng kiếp sau bạn sẽ trả đó, đơn giản vậy thôi. Giống như con cái mình cũng vậy nữa nè, mình tự tập cho nó tính tự lập là sau này mình sẽ cho con cái mình có vài cái quốc tịch trên những cái nước lớn trên thế giới này, để làm gì, nó muốn đi tới đâu nó đi, nó không có bị cản trở giống như tụi mình hồi xưa nữa. Các bạn thấy không, nước Việt Nam mình ngày xưa thì không bị cản trở, nhưng mà bây giờ thì bị cản trở rất là nhiều. Muốn đi qua nước này không được, muốn đi qua nước kia không được, phải cho nó thêm một quốc tịch Úc, rồi cho nó thêm một quốc tịch châu Âu nữa, rồi bây giờ nó đi thoải mái, nó muốn đi đâu đi đó các bạn. Đó, ở vừa Việt Nam vừa Úc vừa châu Âu thì nó muốn đi đâu nó đâu, cuộc đời nó muốn. Nhưng mà trước khi cho nó đi, trước khi thì bạn phải giống như bạn xây một ngôi nhà thôi, bạn muốn ngôi nhà đó nó vững mạnh, ngôi nhà đó là chống chọi được với phong ba bão táp, chống chọi với lốc xoáy, chống chọi được với thứ tất cả mọi thứ trở ngại của thiên nhiên, lốc xoáy, cuồng phong, bão giật. Thì cái căn bản nhất là cái trụ, là cái móng. Giống như bây giờ mình đang xây cho con cái mình cái móng. À thì các bạn cũng vậy, các bạn cũng thể suy nghĩ coi bây giờ các bạn có xây cho con cái bạn cái móng không? Con cái bạn nó chưa vững, con cái bạn nó chưa biết chứ, bạn không chịu dạy nó sao nó biết được. Bạn quăng vô đó cho trường, bạn đưa cho nó 1 tỷ, 2 tỷ mỗi năm để nó đi 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 lên lên trường nó học. Ai dạy cho tụi nó? Mà tụi nó có dạy được cái căn bản của cuộc đời không? Căn bản nhất cuộc đời là ăn hết không khí đúng không, có hết được không khí không, rồi sống có đạo đức đó, có dạy nó được không. Đạo đức là sao, mở miệng ra người ta làm gì cho mình là cảm ơn, nếu mình làm gì sai thì mình cứ xin lỗi, mình nhận lỗi rồi xong. Những cái căn bản đó hồi xưa người ta dạy các bạn môn đạo đức dục ở Việt Nam Cộng Hòa, người ta dạy các bạn rất là nhiều cuốn sách hay. Mà các bạn nào mà phụ huynh đó, các bạn cho con các bạn đọc lại những cuốn sách đó đi, thì các bạn thấy những cuốn sách đó dạy các bạn rất là nhiều thứ hay. Những cuốn sách như ba mình dạy mình là giống như kiểu là cái cuốn mà những cuốn sách mà ba mình đọc là Tâm Hồn Cao Thượng nè. Tất nhiên cái này nó không có trong sách giáo khoa ở kia, nhưng mà những cuốn sách đó ba mình cho mình đọc, các bạn đọc cho con các bạn nghe cuốn Tâm Hồn Cao Thượng đi của Hà Mai Anh dịch đó đó, rồi xong rồi các bạn đọc cho cuốn cho con cái các bạn nghe cuốn Không Gia Đình của Hector Malo đó các bạn, rồi các bạn đọc cho con cái các bạn đọc cuốn sách, những cuốn sách mà giống như cổ điển đó các bạn có đọc sách không, họ kêu các bạn con các bạn đọc thì đó. Nói chung là mình muốn tóm lại cái video này là hai ý thôi. Cái thứ nhất, bạn đừng có để các bạn con ra đời mà là chịu thiệt so với người khác. Nó đi tới nhà bạn bè nó chơi thì ba mẹ nhìn vô nó là sẽ thấy được, nhìn vô đó là biết ba mẹ có dạy hay không liền. Rồi nó có lễ phép hay không, nó có vâng lời hay không, nó có hiểu biết chuyện hay không. Nói chuyện đi tới nhà người ta chơi thôi mà biết dọn dẹp, rồi biết chơi xong rồi bỏ đồ vô, rồi xong rồi ăn rồi phải xếp xong, rồi ngồi cái ghế xếp cái ghế vô, rồi xong ăn là phải biết dọn dẹp đó. Như đó thôi là thấy một đứa có giáo dục với một đứa không có giáo dục rồi, nó đơn giản thôi. Đó, rồi tiếp tục nữa, nhìn vô cách của các bạn làm á, người ta biết được là như thế nào. Bạn có còn đang nợ cái người phụ nữ của cuộc đời các bạn, người phụ nữ nữa để ra ngoặc kép, có thể là bà các bạn, có thể là mẹ các bạn, có thể là vợ các bạn, và có thể là con cái các bạn. Đừng có để có nợ, đàn ông Việt Nam á nợ rất là nhiều, các bạn ngồi bạn suy nghĩ đi, nợ rất là nhiều. Đó, các bạn ngồi suy nghĩ kỹ lại coi có đúng hay không. Nhỏ sinh ra thì nợ mẹ hoặc là nợ bà, rồi lớn lên có người yêu rồi xong có vợ là toàn là nợ nợ người yêu hoặc nợ vợ, rồi lớn lên rồi xong rồi nợ con gái nữa, con gái phải gả cho nước ngoài để mà gửi tiền về để nuôi cha nuôi mẹ, cha mẹ ở Việt Nam đó không, rồi về nuôi nuôi các bạn nữa là chết nữa đó. Bởi vậy mình nói rất là nhiều trong cái kênh này của mình, nhiều người nói mình đó, tại sao mà dạy kiếm tiền nhiều quá vậy, tại vì tiền là cái nguồn gốc của tất cả mọi thứ. Khoảng các bạn đi ra ngoài đường các bạn không có tiền mà các bạn sống được không, bạn nói đi ra ngoài mua một trái cam hay một cây đào đi, tôi trả bằng 10 đơn vị tình cảm. Nói tình cảm của tôi dạt dào lắm, dạt dào gì, người ta kêu bạn bị tâm thần đó. Rồi con cái bạn không dạy, bạn muốn dạy nó được thì bạn muốn dạy nó bạn phải có thời gian. Mà nhiều người nghĩ là bỏ con nó vô trường thì trường dạy, không có dạy đâu, trường nó dạy sao mà được. Các bạn chính phụ huynh các bạn á là người dạy con, các bạn không thấy hả, cứ nhìn thấy đứa trẻ là biết ba mẹ nó như thế nào à? Nó đơn giản vậy thôi à. Rồi thôi video kết thúc đây nha các bạn.